sửa sẽ có chất đấu và chiến tranh, đó là cái kế tiếp thì đang xảy ra, về sẽ có một cái lãnh đạo mới thay Bắc Cộng, đó là tin tức. Rồi sau đó chúng ta cứ ngồi chờ giống như tổ là cũ niên diện đức, cũng giống như phụ bây giờ phải nhập thất để mà lại, tại mỗi ngày phụ lại nhiều lắm, phụ lại năm tháng trăm cả nghìn lại xin cho cái quả đi cầu tụi đây Putin ủn hay là Biden hay là đám Hamas hay là Iran, tụi mày có điên chỗ nào nữa, tụi mày cũng vẫn là con của ông trời, tụi mày đừng có bấm cái hạt nha, cái hạt nó nổ một cái là mình hết sung luôn á. Lúc đó chúng ta ở bên này cũng bị ghẹ ngứa lây á, hay nó nổ bên kia mình cũng bị ghẹ ngứa lây bên này á, rồi chúng ta cũng sẽ khổ chung. Khi 8 tỷ nhân loại ở cùng một nơi, hưởng một cái không khí, một bầu trời, cùng một cái mặt nước, trên thế giới này có 5-6 cái biển, tất cả không ngồi, nhưng mà thật sự nó chỉ có một thôi nha. Nước ở chỗ nào cũng dồn, nó đi thâm nhau hết đúng không? Trong lòng đất cũng thâm ra biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, đều là chung nhau hết. Cho nên nó có nóng giận thì chuyện của nó, nhưng mà tại sao những người vô tội phải chết lây? Cái đó sư phụ có thích dùng cái chữ không thích, rất là đơn giản, nhưng mà nó không phải đơn giản để mà giải cái bài toán này, trừ khi có một người có đủ đức hạnh và đại diện cho 8 tỷ người phải quỳ lên ngọt xuống liên tục để mà cảm động hội đồng chư Phật, để cảm động cha. Tại vì mấy vị á, là chúng ta khấn thì mấy vị mới làm, là vì nghiệp quả của nhân loại phải chịu. Hôm nay cái hộ đầu thai xuống cũng là một trong 8 tỷ nhân loại, thì chỉ một người đúng phải đúng người đó, còn ngoài ra không đúng người đó, dầu cho có cả triệu những vị hòa thượng đắc chứng quả cao cũng không, cũng rất là khó. Giống như là quay điện thoại mà quay không trúng số, phải đúng 10 số. Vô ngày cái bàn của ông tổng thống nói bắt, thì cho nên những ngày cuối năm để qua năm con rồng á, là đến năm rồng rắn máu đào chỉnh ghê, thì đó là lý do tại sao chúng ta sắp sửa có máu đào chỉnh ghê. Nãy giờ bắt đầu mới vờn hồn trở lại người thế gian, chứ là sáng vô cũng nhức đầu quá, phải nó yên tĩnh 6-7 ngày giờ bắt đầu nhiễm lại hồn ào màu sắc, gọi là nhiễm trần lại, không có liên lạc với ai hết, mà rồi ngồi thiền từ sáng đến chiều nó còn làm thử đi, ngồi nó mà cái lưng nó ê nghe tự nhiên nó tê quá cái hãy quên tê luôn, chân cũng vậy, ngồi thiền lâu á nó tê chân cái ngồi cũng quên tê, thì lúc đó mới là đúng. Tại khi vô định á nó không biết đau không biết gì hết. Sao mấy con không hỏi câu nghe cái đài của sư phụ thông, con nghe qua mấy cái đài trên truyền thông thấy sao một trời dịch lạ quá đúng không? Giờ con nghĩ mấy con ếch ở dưới đây giếng nó đâu có ra khỏi miệng giếng đâu, chúng ta không phải lỡ, chúng ta là chư thiên, còn mấy cái truyền thông đó là trong mắt tụi nó chẳng là con ếch thôi, bữa nào nhảy tới đâu rồi biết cái đó. Giờ con nghe thử là thầy mấy cái tin tức Việt Nam OFI này nọ, cứ nói tới nơi lôi hù qua hù lại máy bay xâm phạm đường hàng không hàng hải whatever, nó cũng xào tới xào lui, lâu lâu có một cái sự việc lớn xảy ra giống như do Thái tấn công Hamas thì thù cũng đã nói trước, chiến tranh xảy ra từ Trung Đông thì những cái điểm chính thì thù đã nói trước hết rồi, còn cái chuyện mà đi khúc giữa những cái chi tiết, những cái detail, chuyện lặt vặt qua lại đó, con coi biết cái đài đó con cũng bị điên á, nghe cái đài cái vụ tóm tắt là cho chắc ăn nhất, đỡ như nào nó như vậy rồi là như vậy, đó là cái cuồng phim mà trên trời á.
là của cái ngày hôm nay á, là đã làm xong, xong lâu lắm, cái nghìn năm thì mình phải cho thời gian để nó chiếu ra, chứ mình muốn sớm cũng không được. Nhưng mà nhiều người khổ quá, người ta không có chấp nhận cái sự lâu, nhất là tuổi trẻ bên Việt Nam, tụi nó nóng tắm như là cương thi vậy. Để nó đào tạo bởi bởi Đàm Vĩnh Hưng hay là showbiz rồi phải không, cái gì cũng hăng nắng nào vậy, cho nên tụi nó chờ không có nổi. Nó nói sao ông nói chuyện gì đó mà lâu quá. Từ ngày nếu mà nói cơ trời mà 5 năm mà hộ lên mạng nói tới 280 cái clip, mỗi clip tệ nhất cũng trên tiếng rưỡi, mà biết bao nhiêu information, biết bao nhiêu tin tức quan trọng ở trên đó, gom lại có thể là bằng một cái thư viện, mà có cái nào sai đâu. Hôm nay ngày xưa nghe rồi, bữa nay không nghe cái quên. Đó là nhân sanh là vậy, mau quên là như vậy. Ở đây cũng vậy, có những cái chùa ở đây mấy ông thầy cứ gạt tới gạt lui, ô làm tượng Phật ở chùa thầy đi đóng 2000 để tên mẹ con sẽ giảng sanh. Ở đây có mấy chùa ở trên núi ở gần đây nè, rồi cái bị gạt rồi cái không làm hay bị mất tiền cái chừng 3 năm sau cái ổng đi xuống ổng vận động ra quỷ cũng cúng dường ổng nữa, cũng quên là chùa đó. Ổng cứ xào tới xào lui là bởi vì cái trí tuệ chúng ta không có nhớ danh, và chúng ta cứ bận rộn chạy theo cái này cái kia rồi quên đi. Cho nên những người xấu họ biết được cái nhược điểm của thích cờ gù cờ gặp ở chỗ đó. Họ thiên không có cờ gù cờ gặp, vì họ thiên nước nào cũng phải cầm cuốn kinh của cha mẹ để lại cho chúng ta mỗi ngày đọc, trong đó có Lăng Nghiêm. Những vị thầy thời nay á, con không tin vô chùa đi, mấy thầy phạm rất là nhiều giới, cho nên mấy thầy không có dám đọc Lăng Nghiêm. Cho nên đứa nào mà đọc Lăng Nghiêm á là còn hơn những bậc thầy mặc áo vàng trong chùa thời nay. Sư phụ nói thiệt đó, mấy ông kính quầy đi, sư phụ từng sống trong chùa thù biết, nó không có dám đọc đâu. Tại vì Lăng Nghiêm có mấy ông thần Lăng Nghiêm mồng nhiệm đó, nó không đã làm sai mà ông đâu dám đọc. Còn Lăng Nghiêm chúng ta đọc mỗi ngày là lý do. Một ngày á, mình đâu có biết mình đi gốc cây này hay là một cái công viên nọ, hay là mình đi thăm nhà người bạn, mình biết đâu nhà người bạn đó có vong linh ở trong nhà đó, họ cũng bám vô cái bóp mình, hay là bám vô tóc mình, bám vô cái túi áo của mình, về nhà của mình làm cho mình cũng sặc sừ. Sặc sừ có nghĩa là giống như bệnh rồi yếu yếu rồi lừ đừ giải đãi rồi buồn buồn chán nản làm gì không ra chuyện gì hết, nó là chúng nó gọi là trượt, là một cái làn khói đen. Thì chỉ có Lăng Nghiêm nó sẽ clear mấy cái đó. Lăng Nghiêm là một bác sĩ siêu hình, Lăng Nghiêm là nó tới 300-400 bác sĩ. Mà bác sĩ này bác sĩ siêu nhiên không à. Cho nên bệnh gì trong người cũng sẽ hết. Người nào đứa nào đọc Lăng Nghiêm ra đường không ai gạt được đứa đó, không ai nói láo được những người trì Lăng Nghiêm. Hồi sáng tại sao sư phụ đọc Lăng Nghiêm là gì? Vong linh ở ngoài đó nhiều. Trước khi tới đây em bắt với ông hộ pháp, ông cầm kiếm á, hộ pháp coi chỗ này nè. Mấy ẩm đã siêu lại cái khu vực này từ của mấy cái hình của cái cây này lại, để cho mấy vong linh á không có bước vô đây interfere, tức là mình đi đụng họ hoặc họ đụng mình. Ngoài vong linh mình còn có những tiên trời xuống đi vòng vòng bên đây rồi ok chung vui, rồi tới coi mấy đứa này trình diễn văn nghệ cũng có. Đó là lý do tại sao mà nãy hữu nói ví dụ dân hoa đó. Cho nên mình hiện bây giờ mình có 3 thế giới đang song song chung vui chúng ta. Đó là một thế giới, đó là bạn bè anh em của mình, những bạn đạo của sư phụ. Lên cái bằng thở cẩm, còn thấy hình cẩm đầy nữa. Nhìn tạng sư phụ lắm, hồi xưa từng đọc kinh chưa lại sư phụ. Bây giờ nhìn nó, ủa, thấy vô nó né chứ.
Nó lo vô vô chùa nè, cái chùa này tu lập 2007. Trời ơi sao bác quá mùa bước sao bác lên đây ngồi. Lo lo chùa ra điểm danh nó không trội lên đó. Cho nên họ thiên chúng ta cũng vậy. Mai là họ thiên mấy con còn trẻ, cho nên chưa có. Với lại núi Thiên Long Sơn á là không có giống như thờ đó. Nhưng mà sau này thôi sẽ hỏi mấy vị, mình có thể xây một cái nhà chỉ riêng họ thiên á, thì đưa hài cốt về núi Thiên Long Sơn nó được không? Thì hồi chưa có hỏi đó. Nhưng mà maybe not. Tại vì đã là họ thiên chỉ có một đường đi thôi, cốt hay là hình ảnh nó không có giống như thích đủ thứ. Thích đủ thứ tu đâu có được về với Phật A Di Đà, mà còn trong lúc mà còn ở tại thế gian á thì cứ xỉa cha xói mẹ, ô thiên thấp hơn Phật ngại khái, là cứ xỉa xói như vậy thì làm sao mà ông Tứ Đại Thiên Vương ổng cho vào cổng trời được không? Con hiểu không? Thì mình đã phạm rồi là khó. Mấy vị là tính kỹ, khi mình xuất ngôn cuồng ngôn rồi là mình đã mất duyên với cha rồi. Nhưng mà thật sự cha là lớn hơn là tất cả các cõi, chúng ta là cao nhất. Đâu phải tầng số 5, số 7 là hết đâu. Mình về trên đó, giống như nãy thầy có giải thích, mấy vị Bồ Tát cũng dạy mình trên đó, rồi từ đó mình tu mình đi lên. Còn cái này muốn đi thẳng, bay direct về cõi A Di Đà, mà ba năm tới thì đi lọt ở đâu? Lọt xuống địa ngục hay là làm thú? Chứ nhất định không có muốn làm tiên. Đó là cái nhồi sọ của cái thời mạt pháp. Con cháu ma quỷ mặc áo vàng họ đã làm sai, cho nên những Phật tử hiểu một cách rất là sai lầm. Ở trên đó chỉ có một thôi, cha là lớn nhất. Phật A Di Đà cũng giống như một người tỷ tỷ phú đi, giống như Elon Musk hay là Bill Gates hay là Jeff Bezos. Ok, tôi có cái hòn đảo này, ai vô trong đó tôi nuôi hết, tôi giàu tôi có tiền, thì là một cái thế giới của ngài thôi. Nhưng mà ngài cũng vẫn bị cai quản bởi một cái tổng thống đúng không? Một cái hòn đảo nào, một cái quốc gia nào cũng phải có cái system của nó, cũng có một cái tổng thống của họ. Cha là tổng thống trên của tất cả các tổng thống. Đó là lý do như vậy. Các con cũng có thể làm một cõi riêng cũng được. Chứ họ cũng có mỗi cõi cả, nhưng mà nó nhiều trên này người ta không bao giờ ta tưởng tượng được. Tất cả các con đều là tiên chúng, một là tiên chúng của sư phụ, hai là những tiền kiếp sư phụ đầu thai xuống đây làm việc cho cha đó, mình cũng là anh em hay là trong hoàng cung với nhau là đại khái gì đó. Giống như bác Thọ cũng là tướng sư phụ, hôm nay ổng cũng còn hung hăng vậy đó, giống như ông chính rồi đó. Thì mình có duyên lớn lắm, mình mới ngồi chung với nhau ở đây gặp nhau tại Thiên Long Sơn. Bất cứ ai cũng đều là một cõi riêng của mình hết, nếu mà mình có đầy đủ phước báo đức độ mình phát ra. Thì cũng như một nhà tỷ phú, nó giàu nó có tiền, nó có thể nuôi, ví dụ ok tôi cho 10 triệu dân vô cho cái khu vực của tôi ở miễn phí, tôi nuôi hết, lo bảo hiểm, lo công an việc làm, lo gì hết. Thì ngày Phật A Di Đà cũng giống tương tự như vậy thôi, như giải thích thôi. Nhưng mà ở kia này nó cao siêu hơn. Nhưng mà về trên đó, để mà muốn xóa lại hết tất cả những cái xấu xa lại vô thức của mình đó, mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình tạo nghiệp, thì cái label mà hấp nhất đó là hạ phẩm hạ sanh. Ở cõi A Di Đà nó có 9 tầng lớp. Nhất phẩm, nhất sanh là mấy hòa tượng rồi. Nó có thiệt chứ không phải không có. Khi mà con thấy cái đầu con á, mã mắm á, là về cõi A Di Đà, khi mà thấy cái tay mã mắm á, là mình biết mình làm người vậy đó. Thấy cái bụng mã mắm á, là mình là ngạ quỷ vậy đó. Thấy cái bàn chân mã mắm á, là xuất sanh rồi đó, địa ngục rồi đó. Nó có thiệt á. Thì trên đó ở
muốn cho sót hay là giải thích, mình phải làm lại một cái hạt gì quá không, giống như hạt đậu phộng hay là hạt dưa giá vậy đó. Thì thôi giờ mình làm sen, tại cái hạt mà nó là cái cây, nó không có còn trí não nữa, thì thôi vô cái hạt sen làm hạt sen ở trên đó 1 tỷ năm đi, sáng cái mở ra cái vô đó mấy vị Bồ Tát dạy và cẩu vô làm lại cái hạt sen đó đó, tức là mọc từ bông sen á. Muốn như vậy thì cũng phải biết niệm Phật, nhưng mà cái đó trầu nó dài lắm, nó cũng giống như 1 tỷ năm thay vì 100 năm đầu thai làm người nửa xứ nửa khổ như hiện giờ, mà một so 1 tỷ năm trên trời, so 100 năm của mình với nay là cân gió thoảng. Bữa giờ cho phụ xuống cần là nửa cân gió thoảng nha. Thầy muốn nửa cân gió thoảng hay là 1 tỷ năm ở trên trời? 1 tỷ năm trên trời là bằng cả 10 tỷ năm của trái đất này luôn á, 100.000.000 tỷ năm trái đất. Thầy cũng cái bằng cấp nó cũng ra giống nhau, giống như cái bằng bachelor gì đó. Thầy muốn nửa cân gió thoảng hay là muốn 1 tỷ năm, chọn đi. Mà bị nhốt ở cho thành cái hạt sen 1 tỷ năm, giống như ở nội chú, đúng rồi, giống như nội chú vậy đó. Nhưng mà được cái insurance là gì? Ok, ở nội chú không có được hút sách nha, không có nhảy đầm nha, không có karaoke nha, tức là ở trên trời cũng như mình, không có được tập thói hư tối xấu này nọ, rồi cứ học thành thật vậy đó, là gọi là hạ phẩm hạ sanh, nó có thật. Nếu mà chọn con đường đó thì cũng tốt á, là tình biết là mình yếu bóng vía thì mình làm hạt sen. Còn nếu mình có bản lãnh thì hiện giờ nè, bây giờ phải đứng lên cầm cuốn kinh Thiên Tâm tự đốt đốt đi. Mình đã xuống đây hết một phần gió thoảng rồi, còn chút xíu gió thoảng nữa là mình đi về. Cái này là lẻ nhất luôn, cái này là đôi nia 7 dặm hiện giờ luôn. Mà thiên chúng ta khác hơn là thích cà gù cà gập. Cà gù gập đâu có dạy phải về lo cho chồng con, lo cho vợ, lo hạnh phúc, vui thế gian cũng giống như vui cõi trời. Xuất thế gian, phát thế gian không rời, xuất thế gian giống nhau. Bên cà gù gập không có, không có đừng mà cao dài hay là tung tăng cái nó vô chùa là phải theo quy tắc, không gặp ai cũng khá xá rùi rùi đó, bất tử bả nó không. Nhưng mà ra rồi là vẫn la hét sân si âm sùm. Chúng ta có vậy, chúng ta có sao là thật vậy, sửa là sửa trước đại chúng. Thưa hữu có lỗi, thưa hữu xin lỗi tất cả mấy đứa trước mà tôi làm sai, thưa hữu mong tất cả mọi đứa cứ nói thẳng, không sai được phân nửa của mà người mà. Chúng ta làm sai mỗi ngày á, không ai mà không có lỗi mỗi ngày á. Ngày hôm qua sư phụ bữa mà đang nhập thất mà nhận được cái thơ, tự nhiên ngồi 3 tiếng nghe mất công phu 3 tiếng bị sốc lên cái rồi mày thằng thái thằng riêng mày chết mày đừng có bây giờ gặp tao nghe. Ồ, tự nhiên mình nói câu đó là cũng là còn sân si đó, còn cái họ cái từ từ cái bình tĩnh lại. Ôi chết cha, mình đang nhập thất, mình đang tu, mình còn giận người thế gian, nhưng mà mình đâu có nói gì sai đâu, mình chỉ nói riêng cái thằng này mày chết mày đừng có gặp tao đó, mà đừng có gặp nghĩa là gì, thôi về trời, tức là mày đừng mãi mãi đừng có về trời á, mày xuống địa ngục đi, hiểu không? Sao đó rồi cũng phải xin cho nó. Đó cũng là một cái lỗi, nhưng mà mình biết mình có lỗi liền, mình thay đổi liền thì cũng ok. Cũng giống như 4 người mà đệ tử của Phật Thích Ca vậy đó, bị say rượu đó. Con không có say đâu thấy con. Ồ, có thằng kia con còn giả bộ nó, tại con say chỗ nào con cũng cố gắng bình tĩnh được. Nhưng mà có một thằng đó, con xin lỗi Phật, con lỡ phạm giới, con uống rượu bữa nay. Dỗ đầu khen cái đệ tử này trong 4 người này sẽ thành Phật trước hơn cái thằng kia. Thằng kia đã lấy khăn nó mà lao nguyên cái núi Cẩm Thạch đó, mà khi mà núi Cẩm Thạch nó bằng á, nó thành Phật, tại vì nó cái nhã đó,
có ai chấp nhận mình là vô minh không? Giờ con hỏi 1.000 đồng chí cạnh đi, có thằng nào mà nó không chửi cái vụ là ảo đâu, con có hiểu không? Có một Phật tử nào mà không nói cái vụ là mê tín đâu, mà họ không bao giờ họ nhìn lại họ là người bất tín. Bất tín tức là bất là không, tín là lòng tin. Họ không có lòng tin với thượng đế thì là họ sai. Còn mình mê là thương, là thích, là cái đó là thiệt, là mê. Tính là lòng tin. Mình mê cha, mê mẹ, mình mê thiên đàng, mình mê cõi trời thì nó chửi mình là mê tính là đúng, nhưng mà ngược lại nó là bất tính. Nên nhớ, chúng sanh nó là như vậy. Khi mà cái ngã họ lên đó, là trong cái tâm của họ là 1.000.000 lực sinh đứng là nó cãi đủ đó, cãi lý, cãi này, cãi đủ kiểu, kiểu nào cãi cũng trúng. Tự mình làm luật sư cho mình mà không trúng, không có tự do. Mà càng học khôn chừng nào, đọc nhiều sách chừng nào đó, là càng lý luận chừng đó. Cho đến khi có một ngày đẹp trời hay là tối trời không biết nha, vô bác sĩ về bắt đầu bỏ ăn cơm tối, vợ hỏi cái gì cũng không thèm trả lời, buồn rầu chắp tay sẽ đích đi tới đi lui nhớ không, bà ơi tôi bị ung thư rồi. Lúc đó là cái đầu nó ngã xuống chút phải không? Thì thí dụ như họ thiên chúng ta mà có thằng chồng mà nó lúc đó là bắt đầu đưa liều thuốc nhiễm màu vô liền thiên tánh đấy, thì bà mai á mấy con mà không bị chửi, chứ còn mấy con đưa trước khi mà thằng chồng mà đi bác sĩ bữa đó vẫn bị chửi. Bởi vì Phật nó có nói chúng sanh khi nào bệnh với sắp chết á là mới đi kiếm Phật không. Phật nó cũng được, ta là bác y dương, bệnh gì ta trị cũng hết, chỉ có cái bệnh lì lợm trước đầu ta trị không được thôi. Cơ hồ cũng vậy, những đứa đệ tử mà còn có ngã cao thì không có dạy được. Cơ hồ biết đứa nào còn ngã cao, đứa nào không ngã cao. Đứa nào không cầm cuốn kinh á thì cũng ok, nhưng mà phải là ngồi thiền hoặc là tu tại nhà thì cũng được. Đâu phải là bắt buộc những đứa phải lên núi đọc kinh là cũng hụt mới hiểu đâu. Cũng nhìn cái hầu an mấy con cũng biết mà. Cái tâm thành với cha mẹ, có lòng tin với cha mẹ không mới là quan trọng. Còn những người Phật tử mà ở xa, ở mấy người lạ, rồi đổ đường cả ngày trời, bỏ 2-3 chuyến bay bay qua, đóng cửa tiệm neo mỗi ngày mất 5.000 qua đây. Anh Kiệt, tôi ở xa, tôi qua đây tôi thăm anh, chạy tới mà chụp với bóc chưa một á, dù né bắt đầu giận lên á, thì con nghĩ chúng sanh này chưa một có độ cũng khó độ lắm. Tại vì thù né bắt đầu giận đó, cứ nghĩ là qua đây dù phải niềm nở mà tiếp đó chuyện nó không có. Thiên tử xuống trần đưa cuốn kinh chỉ về trời, chứ không phải thiên tử xuống đây đi tiếp mấy chục triệu người. Con nghĩ mấy chục triệu người, người nào có làm như vậy, thì không có giờ để thở. Làm sao mà diều dắt, làm sao mà có một cái buổi lễ mà nó ngay ngắt được. Cho nên sáng phụ vào trước để cho cổ vô phụ đừng có bị mỏi bữa nay, để cho phụ lại cha lại mẹ đi. Đừng có đứa nào chào, tại chào thì phụ nói chào lại đúng không. Cũng may á, con đứa nghe được, con đứa những đứa còn nghe được cũng còn lì, cũng vẫn còn chào. Đừng có chào vô phụ, nhìn cười là biết rồi. Đại khái chúng ta là người nhà, bớt chào hỏi, thật tâm là quan trọng. Phụ nhìn là nhìn cái tâm của mọi đứa, chứ không có nhìn cái hình thức. Hiểu chưa? Trong Phật giáo cũng có Bồ Tát hạ phàm, ổng là Bồ Tát, nhưng song song cũng có Dạ So, Dạ Atula. Thú Atula là cái đầu là con thú mà, lúc là con chuột hay rắn, nhưng mình là mình người. Hoặc là sư tử,
rồi đi xuống để cạo tóc bảo vàng dạ so a tô la vậy. Mà họ thì dễ ở kinh điển Phật họ thuộc rào rào, họ còn nói chuyển ngân vô tài khoản không cần phải tới chùa, không cần lót ngang, mà trong khi kinh Phật á dân hương đúng không? Thời nay tổ của họ tu tóm tắt hơn mình nhiều lắm, chuyển ngân được rồi. Có cái này vậy ta thấy lạ không? Đó là đi ngược lại hết. Còn hồi xưa Phật Thích Ca là vua giàu có thái tử mà là cần phải có thực cảm mình bán đi tới đâu để thử lòng chúng sanh có cho cơm không, để mà một người nào mà cho Phật củ khoai là người đó cũng có phước để mà làm cho mọi người có cái lòng từ thi. Còn thời nay các con, ngày mai chúng ta đi làm từ thiện ở vùng Pleiku này nghe, vùng núi này nghe, các con chuẩn bị 5.000 phần ôm cần khoảng 300.000 các con để mà lo mấy nghìn phần thì nghe rất là mắc xem đó không, đi cứu trợ mà cứu người nghèo nhưng mà phần gì giờ không có đưa 300.000 lấy 30 cũng làm 300 phần được, thì lấy 300 gói mì gói cũng là 300 phần, 300 bằng trải ra năng của mọi phần. Cho nên thầy thì bây giờ ý của nó chỗ này, thời nay làm từ thiện là đi cho, thầy làm gì có tiền, hồi xưa Phật bỏ hết tiền để mà đi tạo phước cho chúng sanh, thời nay mấy thầy cứ đi cứu không à, làm cho chúng sanh đi ngược lại, những cái gì Phật dạy là đi ngược lại hết. Giống như thầy giàu lắm nha, đã mặc áo vàng thì đâu có tiền đâu, nhưng mà có ngày cứ đi nói đi làm từ thiện thôi, không có chùa nào mà không đi làm từ thiện, con có thấy không? Còn chính phủ mình cũng vậy, đúng ra là lo cho dân, phải là ngân khố mà thiếu là lên giá điện, lên giá xăng, lên cái gì cũng lên. Cái xã hội thời nay nó đi ngược upside down. Đó là lý do tại sao mà có một lần một vị rất là lớn về giáo huấn sư phụ, cha mình á ngồi thiền nhắm mắt có mấy second thôi là dưới thế gian mình á cả mấy trăm năm á, rồi quỷ á nó là lộng hành vậy, nó làm cho nhân loại khổ. Có một năm 10 năm trước mấy con thấy trong phim ảnh TV ở Việt Nam bắt cóc mấy đứa nít bán qua bên Trung Quốc á, nó nhốt trong lòng, đúng là thịt của nít, máu của đứa nít, nó làm cho da dẻ tươi á, cho nên mấy cái đảng viên trung cộng là nó ăn thiệt á, thì nó quỷ mà đâu có nhân từ, nó bắt cóc mấy đứa nít Việt Nam mình đem bệnh nó bán. Rồi có một cái hình mà chụp ra được, nó trù nó nhốt nít nhốt như nhốt đám dịch vậy, con biết không? Con nào ấy móc ra ở Mỹ này cũng vậy, mình nói nhiều á lên trên này bệnh dạng Mỹ nó cũng y vậy, ác dữ lắm, quỷ mà. Con người chỉ có khác nhau có một cái đó, là cái thần hồn. Còn khi ra đường mà con đi vô một cái phi trường hay vô một shopping mall hay là vô Times Square của New York, con thấy ai cũng mặc đồ vest, mặc mày ngon lành, nó đẹp trai đẹp gái. Nhưng mà nếu mà con có kính chiếu yêu mà con đeo nó lên phục vụ hoặc là cặp mắt nó con mà tu mà đắc chứng mà nhìn thấy bảo đảm á, con vừa đi tới thằng đó con phải né. Là tại sao? Là vì nó là con quỷ, nhưng mà nó mặc áo vest bề ngoài người thường đâu có thấy. Thời nay là vậy, nhất là thượng hải bắc kinh, con đi mà con có cặp nhãn thần mà con nhìn đi, bảo đảm con về con bị ám ảnh liền, không có dám bước ra đường. Đầu toàn là đầu thú mà, đầu chuột đầu rắn, thằng nào cũng đẹp trai mà áo vest thôi. Ở cái thời mạt pháp này, cha mở cổng cho quỷ dương đầu thai nữa, để cho nó có cơ hội cuối cùng để mà ăn năn hối cải. Cha chỉ ngồi thiền có mấy giây thôi mà nó làm chúng ta khổ như thế này.
Đó là lý do một vị lớn lúc đó nói với nghe: cha không có nhẫn tâm nhìn chúng ta sống khổ nữa. Chúng sanh đã quá khổ bởi những cái ác này rồi. Nó có 5 cái ác đó. Còn những cái thằng mà trùm khăn khủng bố cũng là một cái ác, cũng là quỷ A-tô-la thôi. Nhưng mà ai làm gì làm, cuối cùng nó cũng nạt danh, nó mượn danh cha thôi. Thì hôm nay cha ra cái đạo thiên tâm để mà trừng trị, để mà cứu con của cha và đưa cho phụ xuống đây để nói lên những chuyện siêu nhiên, những sự thật để cho mọi người tỉnh ngộ. Hôm nay mấy con tỉnh ngộ trước ngồi đây, nhưng mà sư phụ bảo đảm ở đây mình có 200-300 người đi. Mỗi một cái thế hệ trong gia đình mấy con sẽ có một cái lớp mới vừa sanh sôi nảy nở. Mỗi năm 10 năm thì họ thiên càng ngày càng đông, hiểu được những cái gì sự thật, đường nào đường tránh, đường nào đường tà, rồi nó sẽ lan rộng ra. Trở về câu chuyện của Thiên Long Thổ mình mà bị cái thằng Tyson Green mặn hết á, cũng là như vậy. Nó cũng là một vị Bồ Tát đó con, vô lỡ giận nó, cho nên Hùng phải sám nói dùm cho nó, sám nói cho Hùng: ô Bồ Tát Tyson Green, mày làm người ta khổ, để sau này cái cuốn chuyện nó ly kỳ hơn chứ, để cho mấy người Mỹ ở vùng này nó quản hồn. Mày tối ngày mày gặp tượng tao trong nhà thờ đó, mày lại mày xin tối ngày cho tôi bớt bệnh, tôi bị rau, tôi bị cholesterol, tôi bị đủ. Còn mày gặp tao á thì mày đi ăn hiếp ha. Thì sau này cuốn chuyện nó ly kỳ hơn. Đó là lý do tại sao mấy vị nói là cái duyên nó vậy. Bất cứ dù làm cái gì đều nó có cái lý do của nó. Thành cũng là cái lý do, bại cũng là một cái lý do tốt. Trên mạng truyền thông cũng vậy, người mà chửi sư phụ nhiều nhất thì người đó hôm nay tu còn giỏi hơn, ý giỏi hơn mấy đứa con nữa. Nó chửi nhiều mà hôm nay nó biết là thiệt á, nó lại quản hồn. Cái lâu lâu sư phụ mới ngồi buồn, rồi cũng ngồi than thở, sư phụ tâm sự nó diễn giống như sư phụ ngồi đang ngồi nói chuyện với con vậy. Hỏi qua hỏi lại, cái nó sao đời nào nó tự xuống trần cũng đã chịu khổ, giờ ngày không chịu khổ làm sao mà dạy được họ. Nhờ ba cái đinh của ngài mà hôm nay 3/4 địa cầu họ mới ăn hiền ở lành, nếu không nó qua cái hành tinh này á, nếu mà hồi xưa ngài mà không xuống chịu ba cái đinh đó thì hôm nay á là cái hành tinh này cũng giống như zombie. Nó có những cái hành tinh ở xa xôi trong ba tam thiên đại thiên thế giới, nó có thật. Có những cái hành tinh á là không có Phật nào mà tới đó nói chuyện được, không có vị Bồ Tát nào tới đó mà cảm hóa họ được, cũng chẳng có vị thần nào đó luôn. Nó chỉ có A-tu-la với Sa-tăng thôi được. Chiến đấu nhau gặp nhau là từ xa xa thôi, tại tụi nó cũng thành thông rồi bay nhảy rồi vũ khí rồi lợi hại mình giống như tụi UFO rồi vậy đó. Là nó chạm nhau trước, gặp nhau là giết, gặp nhau là giết.